chào cô chú anh chị mình ha đây trước mắt mọi người là cái phơm hoa vô cùng ấn tượng luôn vô cùng đẹp và phơm hoa phơm hoa của nó quý chú anh chị em thấy không khá là to luôn ha mọi người ha ba cánh vàng ba cánh đỏ vô cùng ấn tượng luôn mọi người và đây là dòng dendro có tên gọi là bướm đại ngàn đó mọi người ha nghe tên thôi là thấy rực rỡ rồi cô chú anh chị và trước đây thì hoa lan như phong và hiện tại bên em cũng đang bán cái lô này luôn đó với mức giá à, với những cái chậu là phi 12 thôi mười 12 thôi ha mọi người ha là ngày hôm nay em vừa tìm được của chú anh chị mình những cái chậu thiết kế siêu khủng lồ luôn mọi người để về mình chỉ cần treo lên thôi à mọi người trước mắt của chú anh chị mình là những cái chậu bướm đại ngàn siêu khủng đó đây là minh chứng cho cái câu là càng trăm càng khủng nha mọi người nha ngoài ra của chú anh chị mình thấy không đây đó không khủng khủng đâu mà thân thủ nó còn lật nữa nè Trời ơi, to hơn cái cầm tay của em luôn cô chú anh chị ơi Nó bản lá là bản lá này không phải là bản lá mít nữa rồi Mà nó là bản lá bàn luôn mọi người ha Những cái cây siêu to siêu lực luôn cô chú anh chị đây Đó, rất là lực cô chú anh chị mình ha đó, và những cái chậu bớm đại ngàn này á, cô chú anh chị mình chăm cây khỏe, cây tốt Đúng quy trình nó thì cây nó sẽ phát triển tốt cho cô chú anh, theo ý muốn của chú anh chị mình thôi Đó, những cái chậu này đây Đó, đúng với cái câu là càng chăm càng khủng ha mọi người ha đó, chỉ cần cô chú anh chị mình chăm đúng kỹ thuật nè Có kỹ thuật chăm tốt thì cây nó sẽ khủng, sẽ bự, sẽ to hơn Thậm chí là to hơn như vậy nữa mọi người Đó, với những cái chậu bướm đại ngàn thiết kế to khủng như này nè Đen thuần thang nữa thì ngoài thị trường đang bán là từ 1 triệu, 2 triệu Thậm chí là hơn cái giá này nữa của chú anh chị mình ha Mà ngày hôm nay đây Tại Hoa Lan Di Phong, chỉ có tại Hoa Lan Di Phong của chú anh chị mình nha Chỉ bán của chú anh chị mình với chậu bướm đại ngàn siêu khủng, siêu lực Bản lá, bản lá bàn như này nè chỉ với 399 ngàn thôi mà còn bao cả phí ship nữa Nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay được những cái chậu bướm đại ngàn về cho vườn của mình Nhận hàng về chỉ cần treo lên thôi không còn phải Băn khoăn là ghép chậu, kỹ thuật ghép chậu làm sao ha mọi người ha Rồi, để lại thông tin giúp phần bình luận để mình sở hữu ngay được những cái con bướm đại ngàn siêu to này ha